Và trong cái video bắt đầu phần chuỗi này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng các cái hàm xử lý chuỗi cơ bản. Ở đây thì thực ra thì các cái hàm này nó đã có sẵn ở trong thư viện hết rồi, nhưng mà mình nghĩ là việc mà mình biết xây dựng nó thì vẫn là tốt hơn, và các bạn có thể áp dụng các cái phương pháp này đối với bất cứ ngôn ngữ lập trình nào cũng được. Thì nó sẽ có khoảng vài hàm để mà xử lý trên các cái ký tự ấy. Ví dụ như là kiểm tra in thường, in hoa, hoặc là kiểm tra chữ cái, kiểm tra chữ số, rồi là chuyển dạng in hoa về in thường. Ok, rồi sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cái hàm đầu tiên nhé. Đó chính là hàm kiểm tra một ký tự có phải là in thường hay không. Mình đặt tên là isLower. Thì nó cũng có một cái hàm có sẵn ở trong thư viện ấy, nó tên là isLower, nhưng mà nó không có dấu cách ở đây. Ở đây mình sẽ xây dựng cái hàm isLower như thế này, thì nó cũng tương tự như ở trong thư viện của các bạn thôi. Thì sau khi mà các bạn có thể tự xây dựng được nó rồi thì mình có thể sử dụng các cái hàm có sẵn trong thư viện. Đầu tiên là cái hàm isLower. Cái hàm này nó sẽ trả về không nếu mà cái ký tự của mình nhập vào nó không phải là chữ in thường. Thế còn nếu mà ký tự nhập vào của mình nó là dạng in thường thì khi đó nó trả về một nhé. Ok, rồi thì các bạn trong này các bạn chỉ cần kiểm tra cái ký tự này nó nằm giữa chữ cái A thường và chữ cái Z thường thì nó sẽ là in thường đúng không? Vậy thì mình chỉ cần kiểm tra là if C lớn bằng ký tự A thường và C nhỏ hơn bằng ký tự Z thường. Đó, thì bạn sẽ return 1, còn không thì bạn sẽ return 0. Thì đây chính là cái hàm kiểm tra một ký tự có phải là ký tự in thường hay không. Đó, nó chính là một cái câu lệnh cơ bản thôi, kiểm tra xem ký tự nó phải là nằm giữa cái đoạn từ A thường đến Z thường hay không. Hoặc là bạn cũng có thể kiểm tra nó nằm giữa cái đoạn từ mã ASCII của A thường đấy là 97 cho tới cái mã ASCII của ký tự Z thường là 122 cũng được. Hàm thứ hai đấy chính là cái hàm kiểm tra một ký tự có phải là in hoa hay không, là is upper, int is upper. Thì tương tự thôi, bạn chỉ cần kiểm tra là hoặc là return luôn cũng được. If C lớn hơn hoặc bằng ký tự A hoa và C nhỏ hơn bằng ký tự Z hoa thì mình sẽ return 1. Ok. Còn không thì mình sẽ return 0. Đây chính là cái hàm mà kiểm tra một ký tự có phải là in hoa hay không. Hàm thứ ba đấy chính là hàm is alpha thì nó kiểm tra. Xin lỗi nhé, chỗ này mình viết thừa một chữ R. Thì các bạn kiểm tra xem cái ký tự này có phải là ký tự chữ cái không, là chữ cái hay không. Thì nó chính là cái kiểm tra thằng đấy là ký tự in thường hoặc là ký tự in hoa. Ok. Int is alpha cha C thì bạn chỉ cần kiểm tra nếu mà nó là in thường này, tức là nó lớn hơn hoặc bằng ký tự A và nhỏ hơn hoặc bằng ký tự Z, hoặc là nó lớn hơn hoặc bằng ký tự A hoa và nhỏ hơn hoặc bằng ký tự Z hoa thì nó sẽ là chữ hoa. Đấy. Thì trong trường hợp mà nó là chữ hoa hoặc là nó là chữ thường ấy thì khi đó nó sẽ là chữ cái đúng không? Thì mình sẽ return 1 ở đây này. Nếu không thì mình sẽ return 0 ở đây. Ok. Đây chính là cái hàm thứ ba mà các bạn cũng hay dùng. Đầu tiên là chữ kiểm tra chữ thường này, thứ hai là kiểm tra chữ cái này, thứ ba là kiểm tra xin lỗi thứ hai là kiểm tra chữ hoa và thứ ba là kiểm tra chữ cái. Thứ tư đấy chính là cái kiểm tra một ký tự có phải là chữ số hay không ấy, tức là chữ số từ 0 cho tới 9 ấy. Thì mình sẽ đặt là int is a digit nhé. Thì thằng này bạn chỉ cần kiểm tra nếu mà nó nằm từ ký tự 0 cho tới ký tự 9 là được. Ok. Nó nằm ký tự 0 và C nhỏ hơn bằng ký tự 9. Đó thì bạn sẽ return 1. Còn không thì mình sẽ return 0. Ok, thì đây chính là cái hàm kiểm tra một ký tự có phải là ký tự số hay không. Tiếp theo đấy chính là cái trả về một ký tự in thường của ký tự C nhập vào. Mình đặt là toLower, ok, nó sẽ trả về một ký tự nhé. Cha toLower, cha C, rồi, ok. Thì nhiều bạn thấy cái hàm toLower này nó có nhiệm vụ đấy là nó chuyển một ký tự từ về dạng in thường đúng không? Nhưng mà các bạn chủ quan đấy là các bạn biết là khi mà chuyển từ in hoa về in thường là mình cộng thêm 32 đơn vị đúng không? Nhưng mà đôi khi cái ký tự nhập vào nó không phải là ký tự in hoa đâu nhé. Ví dụ như bạn có thể gọi hàm toLower của ký tự đặc biệt như là A còng ấy, thì cái hàm toLower này nó cũng vẫn phải trả về A còng chứ không phải là nó trả về một cái ký tự khác đâu. Ok, thành ra cái hàm toLower này nếu mà các bạn viết đúng ấy, thì có nghĩa là nó nhận vào ký tự in thường thì nó cũng trả về in thường này, nó nhận về in hoa nó cũng trả về in thường tương ứng này. Thế còn nếu mà nó nhập một ký tự mà không phải in thường hay là in hoa ấy, thì cái hàm toLower này phải trả về đúng cái ký tự đấy, nó không thay đổi cái ký tự đấy, được chưa? Thực ra là để viết mà hàm toLower chính xác thì bạn phải kiểm tra nó là in hoa thì mình mới thay đổi nó, ok? Tức là if C lớn bằng ký tự A thường, à xin lỗi A hoa và C nhỏ bằng ký tự Z hoa thì mình mới thay đổi nó bằng cách là mình sẽ cho cộng thêm 32 đơn vị đúng không? Đấy, sau đó là mình return về C. Thì đây chính là cái cách mà chuyển sang dạng in thường. Tương tự như vậy, cái hàm tiếp theo là hàm toUpper. Thì thằng này nó sẽ chuyển một ký tự sang dạng in hoa, nhưng mà các bạn phải chú ý là phải kiểm tra nó là in thường thì mình mới thay đổi nhá. Còn nếu mà nó đã là in hoa rồi hoặc là nó không phải là một ký tự
chữ cái thì mình không thay đổi nó đâu. Nếu mà c lớn hơn bằng ký tự A thường và c nhỏ hơn bằng ký tự Z thường thì mình sẽ cho c trừ bằng 32 đơn vị, sau đó là mình return được c. Ok, đây chính là cái hàm tiếp theo là hàm to upper này. Hàm tiếp theo là hàm string length trả về cái chiều dài của sâu. Hàm string length này là hàm có sẵn rồi đúng không? Mình cũng có thể tự viết lại nó như sau này, string length của cha c. Thì các bạn biết là cái ký tự kết thúc của một cái sâu ấy, đằng sau cái ký tự cuối cùng nó sẽ chính là cái ký tự null đúng không? Ký tự null. Về lý thuyết sâu thì các bạn phải nắm được điều này, đấy chính là sau ký tự cuối cùng của một cái sâu nó sẽ là ký tự null. Ví dụ như là mình có cái từ là từ Java chẳng hạn. Ok. Đó. Thì ký tự này là ở chỉ số 0 này, chỉ số 1 này, chỉ số 2 và chỉ số 3 đúng không? Thì sau cái thằng A này này thì ở chỗ này nó có một cái ký tự người ta gọi là ký tự null. Ok, null. Đó. Thì đây chính là cái dấu hiệu để nó chỉ ra đấy chính là cái thời điểm kết thúc của một sâu ấy. Ok, thành ra là để mà đếm cái số lượng ký tự ở trong sâu này thì bạn chỉ cần duyệt từ chỉ số đầu tiên cho tới chỉ số chừng nào mà cái ký tự của bạn nó chưa gặp thằng null ấy, thì khi đó bạn còn tăng cái biến đếm chiều dài của mình lên là được. Thành ra là để đếm chiều dài thì mình sẽ dùng một cái biến cao khởi tạo bằng không. Ok, sau đó là bạn lặp với cái điều kiện là while cha của cao ấy nó còn khác ký tự null. Ở đây ký tự null nó có ký hiệu như thế này, hoặc là các bạn có thể cho khác không cũng được, bởi vì ký tự null nó có mã ASCII là không mà. Ok, hoặc là bạn có thể return khác null như thế này cũng được, mà thông thường thì mình hay return cái ký tự null như thế này. Đó. Thì trong trường hợp nào nào mà cái ký tự mà mình set ấy nó còn chưa phải là ký tự null thì mình sẽ tăng cái chỉ số của thằng đấy lên. Ok, và xong vào file này thì mình chỉ cần return CNT, thì đấy chính là cái độ dài của cái sâu của mình. Ok, bởi vì là đầu tiên là y bằng không này đúng không, thì nó thấy là z này nó khác null thì ra nó tăng lên một, một là a này cũng khác null thì nó tăng lên hai, hai thì cũng khác null tăng lên ba đúng không, ba thì là a cũng khác null tăng lên bốn. Rồi khi mà nó kiểm tra a bốn, ví dụ cái sâu của bạn là sâu a nhé, thì nó kiểm tra a bốn ấy thì nó thấy là cái thằng a bốn này nó bằng ký tự null, thì khi đó nó sẽ kết thúc và cái bốn của bạn ấy nó chính là cái độ dài của sâu ban đầu Java này. Ok, cái đấy chính là cái hàm string length mà các bạn hay dùng khi mà muốn biết cái chiều dài của một sâu ấy. Cái hàm tiếp theo đấy là viết thường tất cả các ký tự trong sâu, đấy chính là hàm str, strlvkr là viết tắt của từ string lower, đấy là viết viết thường tất cả các chữ cái ở trong sâu ấy, các ký tự ở trong sâu ấy. Thì để mà viết, và chú ý là cái hàm này nó còn trả về cái con trỏ đến cái sâu mới nhá, cái sâu mà sau khi mà bạn viết hoa à, viết thường tất cả các chữ cái của nó ấy. Thực ra thì cái hàm strlvkr này nó thay đổi cả cái tham số c, cái mảng c, và thứ hai là nó còn trả về cho bạn thêm cái con trỏ trỏ đến cái mảng thay đổi đấy nữa. Ok, cái hàm này cũng có sẵn nhé, nhưng mà ở một số khi mà bạn dùng các cái chuẩn C mới thì cái hàm strlvkr này hình như nó bị bỏ rồi này. Đấy, thành ra là đôi khi mà bạn muốn viết hoa tất cả viết thường tất cả các chữ cái trong sâu thì mình có thể tự xây dựng nó cũng được. Thì nó code như sau này, to strlvkr cha c. Thì để mà viết hoa tất cả chữ cái thường ở trong sâu thì bạn chỉ duyệt từ đầu tới cuối thôi. Ok, duyệt từ đầu tới cuối sâu và kiểm tra nếu mà cái ký tự của mình mà nó là cái ký tự in hoa ấy, thì mình sẽ chuyển nó về dạng in thường. Ok, mình sẽ duyệt từ for int bằng 0, y nhỏ hơn string length của c. Và bạn sẽ nếu mà bạn có thể xây dựng cái hàm to lower ở đây rồi ấy, thì bạn có thể gọi luôn cái hàm to lower này cũng được nhé, hoặc là bạn kiểm tra ở đây là if ci là lớn hơn hoặc bằng ký tự a hoa và ci nhỏ hơn hoặc bằng ký tự z hoa, thì khi đó mình sẽ cho ci trừ đi bằng à xin lỗi cộng với bằng 32 đơn vị thế thôi. Và dưới này thì bạn return c để nó return thêm với cái con trỏ trỏ đến cái mảng c sau khi mà mảng c này đã được thay đổi. Ok, hoặc cái chỗ này thì bạn có thể gán là c như này cho nhanh, bởi vì mình đã xây dựng được cái hàm to lower kia rồi ấy, thì bạn chỉ cần gán ci bằng to lower của ci là xong. Khi đó thì nó sẽ duyệt qua tất cả các ký tự và gặp ký tự nào thì nó sẽ gán cho cái ký tự đó bằng cái dạng in thường của nó, thì khi đó tất cả các ký tự trong sâu sẽ được viết ở dạng in thường. Tương tự như vậy, cái hàm tiếp theo ấy đấy chính là cái hàm strupr ấy, nó chính là cái hàm mà viết hoa tất cả các chữ cái trong sâu, thì bạn có thể duyệt từ ký tự đầu tiên cho tới ký tự cuối cùng. Ok, và bạn sẽ cho là ci bằng to upper của ci, bởi vì mình đã xây dựng cái hàm to upper ở trên kia rồi mà. Còn không thì bạn cũng có thể làm tương tự, đấy là bạn kiểm tra nếu mà nó là dạng in thường thì mình sẽ trừ đi 32 đơn vị để nó sang cái dạng in hoa tương ứng của ký tự ci đó. Và dưới này cũng thế, bạn sẽ return được cái mảng c. Ok, trong trường hợp này thì nó chính là cái địa chỉ của cái trong trường hợp này thì nó chính là cái địa chỉ của cái phần tử đầu tiên ở trong cái mảng
ký tự này ấy. Ok, thì nó cũng chính là bạn gửi tên về một cái con trỏ trỏ đến cái mảng đó. Cái mảng này thì nó sẽ được viết in hoa rồi nhé, tất cả ký tự trong cái mảng này đã được in hoa rồi này, viết in hoa rồi. Hàm tiếp theo là cái hàm rất hay dùng, đấy chính là cái hàm so sánh hai cái sâu A và B theo thứ tự từ điển đấy. Ok, mình sẽ có tham số là hai sâu A và B. Nếu mà A lớn hơn B theo thứ tự từ điển thì return 1, A bằng B thì bạn sẽ trả về 0 và A nhỏ hơn B thì bạn sẽ trả về trừ 1. Cái hàm này cũng có sẵn rồi nhá. Nhưng mà ở đây mình sẽ đi xây dựng nó, đấy là hàm str cmp cha c và cha d đi. Ok, thì để mà so sánh hai cái sâu theo thứ tự từ điển ấy, thì nó sẽ so sánh từng ký tự một ở hai cái vị trí tương ứng của hai cái sâu này. Ví dụ bạn có một cái sâu là a b c d và thứ hai là a b c e ấy. Thì để hai so sánh hai cái sâu này theo thứ tự từ điển thì nó sẽ so sánh a với a này, b với b này, c với c này và d với e. Thì khi mà nó so sánh d với e thì nó thấy là d có thứ tự từ điển nhỏ hơn e đó, thì khi đó cái sâu abcd này nó sẽ có thứ tự từ điển nhỏ hơn là abce. Hoặc là cái thằng abcd này này mà nó so sánh với một thằng đấy là thằng e ấy, thì ngay cái ký tự đầu tiên thằng a này nó đã nhỏ hơn e theo thứ tự từ điển rồi, thì khi đó cả cái sâu abcd này nó sẽ nhỏ hơn cái sâu e này theo thứ tự từ điển. Ok đó. Hoặc là khi mà hai thằng này nó giống hệt nhau ấy, ví dụ như abcd và abcd như thế này, thì khi đó hai cái thằng này nó được coi là bằng nhau này, thì khi đó cái hàm so sánh hai từ theo thứ tự từ điển của mình nó sẽ trả về không. Đó. Và các bạn chú ý là các ký tự in hoa thì nó sẽ có thứ tự từ điển nhỏ hơn thứ tự in thường nhé. Bởi vì là in hoa thì có mã ASCII là từ 65 đến 90 mà. Thế còn in thường thì nó có mã ASCII là từ 97 đến 122 ấy. Thì thành ra là về cái thứ tự từ điển thì cái chữ in hoa nó sẽ có thứ tự từ điển nhỏ hơn là chữ cái in thường. Rồi. Trong trường hợp mà hai cái sâu của mình nó có một cái đoạn đầu tiên bằng nhau ấy, ví dụ như này, A, B, C này. Thế còn cái sâu thứ hai là A, B, C, D ấy. Thì trong trường hợp mà ba chữ cái đầu của hai sâu này nó giống nhau y hệt ấy, thì khi đó cái sâu nào mà nó có chiều dài dài hơn ấy thì nó lại có thứ tự từ điển nhỏ hơn, đúng không? Rồi ok, vậy thì ở đây mình chỉ cần dùng một cái biến N1 là string length của C nhé, cái chiều dài của sâu C này, thứ hai là N2 bằng string length của D. Ok, sau đó là bạn chỉ cần duyệt từ cái số nhỏ hơn trong hai cái thằng này thôi. Ok, số nhỏ hơn trong hai cái thằng đấy là N1 và N2. Đây mình viết thêm một cái hàm min nữa nhé. Rồi ok, thì mình chỉ cần duyệt từ cái ký tự đầu tiên cho cái ký tự nhỏ hơn trong hai thằng đấy, chính là thằng N1 và thằng N2 thôi. Mình chỉ cần so sánh, ví dụ như cái sâu thứ nhất có 5 ký tự đúng không, và sâu thứ hai có 7 ký tự, thì mình cũng chỉ cần so sánh 5 ký tự đầu tiên của hai cái sâu đấy thôi đúng không. Và bạn kiểm tra là gì nhỉ, nếu mà CI ấy mà khác DI thì có nghĩa là hai cái sâu này nó đã khác nhau, hai cái sâu này nó đã khác nhau một cái ký tự ở cái cùng cái chữ số y đúng không, thì khi đó hai sâu này nó sẽ có thứ tự từ điển là nó sẽ xét được được ngay thứ tự từ điển của hai thằng này luôn. Ok, thì mình chỉ cần kiểm tra nếu mà CI mà lớn hơn DI thì khi đó bạn sẽ return 1, hoặc là đúng rồi, còn nếu mà CI mà nhỏ hơn DI thì bạn có thể return về trừ 1 luôn. Ok đó. Bây giờ mình so sánh hai ký tự ở cùng một chỉ số y mà của thằng CI mà lớn hơn thằng DI ấy, tức là thằng CI nó có thứ tự từ điển lớn hơn thằng DI ấy, thì khi đó cái sâu C nó cũng sẽ có thứ tự từ điển lớn hơn sâu D và mình sẽ return 1 luôn. Còn nếu mà chỗ này bạn để E cũng được này. Còn nếu mà CI mà nhỏ hơn DI thì có nghĩa là thằng CI nó sẽ có thứ tự từ điển nhỏ hơn thằng DI thì mình sẽ return trừ 1. Ok. Thế còn nếu mà nó chạy xuống dưới này rồi ấy, nó chạy xuống dưới này rồi chứng tỏ là tức là ví dụ như cái sâu thứ nhất có 5 ký tự và sâu thứ hai có 7 ký tự ấy, thì nếu mà nó chạy xuống dưới này được rồi thì có nghĩa là 5 cái ký tự đầu tiên của hai cái sâu này nó giống hệt nhau. Đúng không? Nằm giống hệt nhau. Thì bạn kiểm tra nếu mà N1 mà bằng N2 luôn ấy thì khi đó bạn sẽ return không, hai cái sâu này nó giống nhau y hệt. Ví dụ như là bạn có sâu thứ nhất là ABCD. Đấy. Và sâu thứ hai cũng là ABCD thì cái số nhỏ hơn trong chiều dài của hai sâu này là 4 đúng không? Và mình duyệt từ cái ký tự đầu tiên cho cái ký tự thứ tư thì cả bốn ký tự đấy nó đều bằng nhau, được chưa? Đấy. Và nếu mà nó bằng nhau rồi và chiều dài của nó cũng bằng nhau nữa thì khi đó hai cái sâu này nó sẽ có thứ tự từ điển là bằng nhau, hay nói chính xác là hai cái sâu này giống như y hệt nhau ấy. Thế còn nếu mà nó ví dụ như là cái sâu thứ nhất là ABCD và sâu thứ hai là ABCA chẳng hạn. Đó. Thì bạn sẽ duyệt bốn cái ký tự đầu tiên của hai sâu này thì bốn ký tự của hai sâu này nó giống nhau y hệt đúng không? Mà cái sâu thứ hai này nó có chiều dài lớn hơn ấy thì khi đó cái sâu này nó sẽ lại có thứ tự từ điển lớn hơn. Vậy thì nếu mà nó chạy xuống dưới này rồi ấy, được chưa? Thì nó sẽ có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất đấy là N1 bằng N2 thì khi đó hai sâu này giống nhau y hệt.
Thế còn trường hợp mà N1 nhỏ hơn N2 ấy, thì khi đó cái từ từ D ấy, nó sẽ có thứ tự từ điển lớn hơn là từ C đúng không? Thì mình sẽ return là -1. Ok. Còn nếu mà N1 mà lớn hơn N2 ấy, thì khi đó thằng C nó sẽ có thứ tự từ điển lớn hơn thì mình sẽ return 1. Ok. Thì đây chính là cái hàm so sánh hai cái sâu theo thứ tự từ điển. Đó, các bạn nên biết cái này, cách so sánh của nó. Đấy chính là nó sẽ so sánh các ký tự ở cùng một vị trí. Ok. Nếu mà tất cả các ký tự ở cùng vị trí đầu tiên rồi mà nó bằng nhau rồi thì nó sẽ so sánh đến chiều dài xem thằng nào lớn hơn, thằng nào nhỏ hơn hoặc là hai thằng đấy mà có bằng nhau hay không. Tiếp theo đấy chính là cái hàm STRCMP, nhưng mà trong trường hợp này nó sẽ so sánh hai sâu A và B nhưng mà nó không phân biệt hoa thường, tức là cái chữ A hoa ấy hay là chữ A thường ấy thì nó đều coi là như nhau. Ví dụ như bạn có cái sâu như này A B C D với cái sâu A B C D như thế này, hai sâu này được coi là như nhau bởi vì nó không phân biệt hoa thường ấy. Ok. Vậy thì cái cách đơn giản nhất ấy, đầu tiên bạn cứ chuyển nó về dạng in thường hết. Đấy, cả hai cái sâu này về dạng in thường hết thì như thế sau đó mình so sánh hai cái sâu đấy thì nó tiện đúng không? Vậy thì thực ra thì nó cũng chỉ thêm một cái bước nữa thôi. Mình sẽ đặt là INT STRCMPI nhá. Ok, cha C và cha D. Thêm một cái chữ Y ở cuối nhá. Rồi thì đầu tiên ấy các bạn cũng lấy ra cái chiều dài của hai cái sâu này. Đấy. Sau đó thì bạn viết hoa tất cả các chữ cái trong sâu à viết thường tất cả các chữ cái ở trong sâu C bằng cách gọi hàm STR RWR và truyền C vào. Ok, thứ hai là mình cũng viết thường tất cả các chữ cái ở trong cái sâu D. Thì bây giờ tất cả các cái hai cái thằng này, thằng C và thằng D nó đều ở dạng in thường hết rồi đúng không? Thì khi đó chữ in hoa hay là chữ in thường ban đầu ấy nó sẽ được coi là như nhau. Ví dụ như muốn hai cái so sánh hai cái sâu này theo thứ tự từ điển mà không phân biệt hoa thường thì tốt nhất là bạn chuyển cả hai thằng này về cái dạng in thường hết, thì khi đó nó sẽ thành A B C D và A B C D. Sau đó thì bạn sẽ so sánh trên hai cái sâu mà sau khi bạn đã thay đổi như này. Thì cái việc so sánh trên hai cái sâu mà đã bị thay đổi thì nó tương tự như này. Thực ra là mình không code lại nữa nhé. Vậy mình copy paste vào đây. Rồi ok, thì nó sẽ ra được cái hàm đấy chính là so sánh hai sâu nhưng mà không phân biệt hoa thường. Rồi mình thử test một tí nhé. Ví dụ như mình có một cái cha C 100 chẳng hạn và D cũng 100, sau đó là mình ghép S C và ghép S D. Sau đó thì mình in ra cái giá trị của cái hàm STRCMP truyền thằng C và thằng D vào. Ví dụ mình có một cái sâu là A B C D E và thứ hai là cái sâu A B C D. Đó, thì khi đó nó sẽ in ra một đúng không? Bởi vì A B C D E có thứ tự từ điển lớn hơn mà. Sửa lại cái chỗ này 31. Chỗ này là ký tự C nhé, mình viết thành nhầm cái ký tự A đấy. Đấy thì nó sẽ in ra một. Thế còn nếu mà hai thằng này nó giống nhau y hệt thì nó sẽ in ra không. Thế còn nếu mà thằng một nhỏ hơn thằng hai thì nó sẽ in ra trừ một. Ok. Tương tự như vậy nếu mà bạn gọi hàm strcmpi này này. Đấy. Thì nếu mà bạn truyền vào hai cái thằng mà ví dụ A B C D E như thế này, bạn thấy là hai thằng này nó khi mà so sánh với nhau mà không phân biệt hoa thường thì nó giống nhau y hệt đúng không? Nó sẽ in ra không. Đấy. Ok, thì đấy chính là cái cách mà bạn tự xây dựng một số hàm cơ bản ở trong cái thư viện. Tí nữa mình cũng sẽ hướng dẫn luôn các cái hàm có sẵn thì các bạn chỉ cần sử dụng thôi, không cần phải xây dựng nữa. Nhưng mà nếu mà bạn xây dựng được thì tốt hơn. Hàm tiếp theo đấy chính là hàm OTOLL, TOLL, ATOLL là viết tắt, chắc là viết tắt của từ too long long ấy. Tức là mình sẽ chuyển một cái sâu mà bao gồm các cái tự số ấy, thành số nguyên long long. Đấy. Thế là ví dụ như bạn có cái sâu ấy, bạn có sâu là 1, 2 gì đó và bạn muốn chuyển nó thành số nguyên integer 1, 2, 7, 3, 7. Đấy, ok. Thì đơn giản thôi, bạn chỉ cần duyệt từ cái ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng đúng không? Mình đặt là long long ATOLL cha C. Ok, cái nhiệm vụ của cái hàm này nó sẽ chuyển một cái sâu bao gồm các ký tự số thành một số long long. Bạn sẽ tạo một cái long long rest ở đây, khởi tạo bằng không nhá, nhớ khởi tạo bằng không. Thì để chuyển cái sâu này thành số thì rất đơn giản thôi, bạn duyệt qua số 1 này này. Thì bạn sẽ lấy cái biến rest là 0 nhân với 10, sau đó bạn cộng với số 1 thì nó sẽ ra được số 1 đúng không? Sau đó bạn duyệt qua số 2 thì bạn sẽ lấy thằng rest khi đó là 1 nhân với 10 để nó ra số 10, sau đó bạn cộng thêm số 2 nữa thì nó sẽ ra 12. Tương tự như vậy, bạn chỉ cần duyệt từ đầu tới cuối và cứ duyệt qua một ký tự thì bạn sẽ lấy cái thằng rest này, bạn nhân với 10, sau đó bạn mới cộng thêm cái ký tự mà bạn duyệt qua. Ok, để nó nối nối cái
cái ký tự mà bạn duyệt qua ấy vào cái đuôi cái số hiện tại. Ok, rồi thì mình sẽ cần duyệt từ for int bằng from y nhỏ string name của c y cộng cộng, và bạn sẽ cho res bằng res nhân với 10. Ok, nhân với 10. Sau đó là bạn cộng với thằng CI. Nhưng mà thằng CI các bạn chú ý, CI ở đây nó đang là ký tự nhá. Ký tự 1, ký tự 2, ký tự 3, ký tự 7, 1, 2, 3. Ok, chứ nó không phải là số. Ok, vậy thì mà để chuyển một cái ký tự số thành số ấy, thì bạn chỉ cần trừ đi cái ký tự không là được. Ok, đó. Và dưới này thì bạn sẽ return về biến grep. Thì khi đó nó sẽ chuyển một ký tự số thành số tương ứng. Ví dụ ở đây mình nhập vào một cái thằng sâu C nhá. Sau đó bạn mình in ra phần trăm là LD và mình gọi cái hàm A đây O là L như thế này, sau đó chuyển thằng C vào. Thì bây giờ mình sẽ nhập vào một cái sâu. Chú ý mình nhập là một cái sâu nhé, cái thằng này là một sâu đấy, không phải là một số đâu. Sau đó thì bạn sẽ in ra cái số tương ứng của nó, nhưng mà nó sẽ là số nguyên, bạn có thể cộng trừ nhân chia thoải mái. Ok, thế còn nếu mà nó là sâu thì các bạn không thể cộng trừ nhân chia được đâu nhé. Rồi thì đấy chính là cái hàm OT O là L này, hơi khó đọc một chút. Rồi, hàm tiếp theo là hàm str ref, nó viết tắt của từ reverse ấy, tức là nó sẽ đảo ngược một cái sâu của bạn ấy. Ok, str rev. Ok, thì đơn giản thôi, để mà lật ngược một cái sâu thì bạn dùng kỹ thuật hai con trỏ đúng không, một con trỏ left chạy từ 0 và một con trỏ right chạy từ n 1 string length của c 1 đó. Sau đó là bạn lập thôi, while left nhỏ hơn right, thì bạn sẽ swap hai thằng đấy, chính là thằng A left và thằng A right đúng không, C left và C right. Mình dùng một cái char tạm bằng C left, sau đó C left thì bằng C right, thế còn C right thì bằng biến tạm. Sau đó thì bạn sẽ tăng left và giảm right. Ok, đây chính là cái cách mà bạn lật ngược cái một cái sâu. Ok, cái cách làm nó như thế này này, ví dụ như bạn có cái sâu là A B C D chẳng hạn đó, thì bạn sẽ dùng con trỏ left là từ thằng này và con trỏ right là từ thằng này. Sau đó thì khi mà dần duyệt qua cặp left right hiện tại là A và D ấy, thì bạn sẽ đổi chỗ hai thằng này thì nó sẽ thành D, B, C và A. Sau đó thì đến cặp tiếp theo thì bạn sẽ tăng cái biến left lên để cho nó sang thằng này, và giảm cái biến right này đi để cho nó sang thằng này. Và khi đó mình sẽ hoán đổi vị trí hai thằng B với C với nhau. Ok, thì nó sẽ thành là D, C, B, A. Và bây giờ bạn đã được một cái sâu lật ngược của cái sâu ban đầu rồi. Ok, ví dụ mình lật ngược nhé, mình in ra phần trăm S, phần trăm s của cái hàm str_ref kia, sau đó mình chuyển thằng c vào. Ví dụ như mình có cái sâu là python này, thì bạn sẽ thấy là nó sẽ lật ngược cái sâu đấy lại. Ok, đó. Thì đấy chính là các cái hàm mà mình tự xây dựng nhé. Trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các cái hàm có sẵn ở trong thư viện. Ok, nó cũng tương tự như cái hàm này thôi, nhưng mà nó đã có sẵn rồi và mình chỉ cần dùng thôi. Thế còn nếu mà các bạn không nhớ được các hàm đấy thì mình nghĩ là các bạn có thể tự xây dựng các cái hàm này. Ok.